Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGov nhận 20 token FX từ một cái ví là FX Wallet nha bạn. Sau khi các bạn đăng ký và hoàn thành KYC, các bạn có thể rút 20 token này FX về ví chocolate hoặc là liền của tất cả các bạn liền luôn các bạn. Thì để đăng ký được thì các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở niêm phong ra các bạn. Thì đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Full name thì các bạn ghi họ và tên bạn là hoặc là cái tên của bạn gì cũng được chứ. Rồi dòng thứ ba là các bạn mật khẩu các bạn. Mật khẩu thì có 8 đến 20 ký tự rồi xác nhận mật khẩu các bạn. Cái mã hộp quà này các bạn đi nguyên các bạn. Nếu mà mắc mã hộp quà này các bạn sẽ nhận không nhận được 20 token FX cho các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một trái phải trái. Rồi các bạn bấm vào reset các bạn. Sau khi bấm vào reset xong thì các bạn vào mail confirm nha các bạn. Rồi nha bạn, các bạn lục tất cả hộp thư các bạn. Thường thường nó về hộp thư gác các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nè. Sao về nhiều vậy ta? Rồi. Phong phong các bạn. Rồi nha bạn, sau khi nó về một cái mã code xong thì các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn tải download về một cái app mà Epic Wallet này các bạn. Rồi các bạn chỉ việc đăng nhập vào thôi các bạn. Rồi, các bạn đăng nhập email của mình vào các bạn. Rồi, các bạn bấm login nha các bạn. Rồi, các bạn lướt captcha nè. Rồi, các bạn vào một cái email, các bạn lấy cái mã code hồi nãy các bạn. Các bạn bấm vào reset OTP nè. Về thì email. Rồi nó đã về một cái email rồi các bạn. Các bạn copy cái email này nha các bạn. Ê, cái mã code này nè. Sao chép 38. Rồi các bạn mở cái app nó ra lại nè. Các bạn dán mã code nó vào nè các bạn. Rồi các bạn bấm login nha các bạn. Rồi các bạn lướt captcha login xong xuôi thì các bạn sẽ nhận được, các bạn vào một wallet này BTC. À, mình nhận được 20 token FX này bạn, có khoảng 1,9 USDT cần 2 đô nha bạn. Khá là ngon luôn. Thì ví wallet của mình nè. Mình đã nhận được 20 token FX nè. Đây mình withdraw luôn các bạn. Phan phan các bạn, bạn match up lên các bạn. Các bạn vào một withdraw nè. Các bạn nhấp vào một FX nha các bạn. Con này chạy danh tặng C20 và T20, các bạn có thể rút bắt ví nào cũng được các bạn. Mình rút về TC20 đi. Nếu mà rút về TC20 thì các bạn dùng địa chỉ ví tròn trên ví chocolate nha bạn. Con này chạy trên nền tảng TC20. Bạn sao chép nè. Còn EC20 thì các bạn dùng ví tròn link nha các bạn. Ê, dùng ví chocolate. Bạn dán vô đây, địa chỉ vô đây. Ôi sorry các bạn, bạn chọn mắt các bạn. Biết ngu dữ người ta. Các bạn chọn mắc là 20 nha, 20 token các bạn. Rồi các bạn dán access vào đây nè. Phí ra là 3 token nè. Các bạn bấm vào withdraw. Rồi các bạn bấm vào send code nha các bạn. Nó sẽ gửi về cho bạn một cái email. Một cái code về email nè. Các bạn mở cái email của bạn ra nè. Không cần cái KYC luôn, không biết cút về không nữa. Phan các bạn. Các bạn dạo xíu nha các bạn. Rồi đã về nè bác, mã OTP nè. 8:41 phải. Copy cái mã OTP này các bạn sao chép lên nè, rồi bạn backup lên nè. Các bạn dán mã Google code vô đây nè. Rồi bạn bấm vào submit nha bạn. Rồi các bạn KYC mới được các bạn ơi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC, sau khi các bạn KYC hoàn thành KYC các bạn rút về được luôn các bạn. Bạn bấm vào setting nè. Bạn bấm vào account nè. Verify get link. Rồi các bạn bấm vào no ID verify nè các bạn. Để hấp A. Phải phải các bạn. Thì để KYC được thì các bạn cần phải bao mặt 2A các bạn. Bạn các bạn mới KYC được các bạn. Thì các bạn bấm vào một ship key nè. Vào setting bấm vào một ship key nè các bạn. Ship key view nè. Rồi các bạn dùng có thể là Google thì code hoặc là SMS các bạn. Mình dùng SMS cho mau các bạn. Đây thì các bạn chọn 84 nha các bạn. Chọn Việt Nam thôi.
Rồi các bạn nhập số điện thoại các bạn bỏ không đầu các bạn, 3299 31577, và các bạn bấm submit 32993177, rồi bấm send các bạn. Sau khi send thì có một cái mã SMS gửi về cho các bạn OCB 216489, rất là mau luôn, 216489, và bấm submit nha bạn. 216489, sorry các bạn, anh chị nó không ăn. Rồi ok, mình đã bao mặt Google 2FA xong thì bạn nhấp vào anh Mata mình nè. Phan phan vào setting lại đây các bạn, vào anh avatar của mình nè, ơi vào account chứ, rồi các bạn bấm vào verify ID nè. Rồi dòng đầu tiên thì full name thì các bạn ghi họ và tên của mình nha bạn, các bạn lưu ý các bạn ghi không dấu đi. Quỳnh Giang Anh. Tiếp tục đây thì birthday thì ngày tháng năm sinh của tất cả bạn thôi các bạn. Rồi, mình sinh ngày 22 tháng 6 năm 1991 nha các bạn. Rồi bấm ok nha các bạn. Tiếp tục address này thì địa chỉ thôi các bạn. Address này nếu mình nhớ không lầm là địa chỉ thôi các bạn, mình ghi up. Thành Lợi. Xã Vĩnh Trung. Chu Phú. An Giang. Rồi city này các bạn ở này thành phố, các bạn bạn ở thành phố nào phan phan các bạn, đây địa chỉ, để tiếp tục thì thành phố các bạn ghi châu đốc. Đây cái đây thì quốc gia thôi các bạn chọn Việt Nam các bạn. Các bạn ở nước nào thì ghi vào nước đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi tiếp tục thì các bạn upload lên một cái ảnh. Để mình ấy. Rồi các bạn upload lên dòng đầu tiên thì cái ID giấy chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe của bạn mặt trước các bạn. Dòng thứ hai là các bạn up mặt sau các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn up lên một cái bức ảnh, các bạn có cầm một tờ giấy, một giấy chứng minh nhân dân của bạn và một tờ giấy trắng có ghi chữ là FX Wallet các bạn. Rồi bạn up lên xong rồi bạn bấm submit nha các bạn. Vì đây mình chưa có tài liệu ở đây nên mình không thể nào mà hướng dẫn các bạn update được các bạn. Ok, như khác là đơn giản các bạn. Mình nhắc lại nha các bạn. Các bạn up lên giấy chứng minh nhân dân mặt trước. Dòng thứ hai các bạn up lên giấy chứng minh nhân dân mặt sau. Dòng thứ ba các bạn cầm một tờ giấy và một cái bức, cầm một giấy chứng minh nhân dân của bạn và một tờ giấy có ghi chữ là FX Wallet nha các bạn. Rồi bạn gỡ lên là xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình góp nhận 20 token MBTC đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.